Xin chào quý vị đầu tư. Chúng ta đang bước vào kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Một thói quen trên thị trường chứng khoán Việt Nam là trước các đợt nghỉ lễ thì thường giao dịch tương đối giằng co và thường là điều chỉnh. Và nguyên nhân đến từ tâm lý thận trọng của nhiều nhà đầu tư. Vì đơn giản là họ không biết trong kỳ nghỉ liệu có thông tin lớn nào tác động đến thị trường hay không. Và khi không thể giao dịch được thì thị trường không muốn nắm giữ nhiều cổ phiếu. Vâng, thói quen là như vậy nhưng mà cũng sẽ phải phụ thuộc vào những cái bối cảnh của thị trường chung hơn nữa. Hơn nữa thì kỳ nghỉ lần này thì cũng không quá dài, chỉ có 4 ngày. Vì vậy mà nhiều nhà đầu tư cũng không ngại nắm giữ thêm, đặc biệt là tận dụng cơ hội này để tích lũy thêm cổ phiếu. Bằng chứng đó là thanh khoản tuần qua sau khi cạn kiệt thì đã tăng trở lại. Hơn 1 tỷ cổ phiếu tương đương với giá trị là gần 23.000 tỷ đồng một phiên. Và xét trong trung hạn thì các chuyên gia cho rằng thị trường đang trong nhịp điều chỉnh để tái định giá. Thời gian tới thì xu hướng thị trường sẽ dẫn dắt bởi biên lợi nhuận của doanh nghiệp với kỳ vọng phục hồi trong quý 2 và cuối năm nay. Chia sẻ tại hội thảo đầu tư do chứng khoán VPBank tổ chức cuối tuần qua, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng lãi suất và thị trường chứng khoán luôn có sự liên thông chặt chẽ và khi lãi suất điều hành đã giảm sâu thì xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán cũng đã được khởi động rất nhanh và mạnh mẽ. Xu hướng này sẽ khó thay đổi trong ngắn hạn. Cái sự liên thông này thì nó là một cái sự liên thông truyền thống, tức là cứ hệ mà lãi suất giảm xuống thấp thì thị trường chứng khoán nó sẽ đi lên, hoặc là xu hướng đi lên của nó sẽ được khởi động nó nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Vì vậy tôi hy vọng tức là trong cái thời gian tới đây thì lãi suất của Việt Nam nó sẽ còn được tiếp tục giảm, đặc biệt là cái lãi suất cho vay. Chỉ số P/E thì theo tôi là cũng là một chỉ số mà hiện tại nó đang ở cái mức khá cao. Nhưng mà cái cao này không phải là do thị trường chứng khoán nóng, mà cao này trên thực tế là do lợi nhuận giảm. Cả các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn nhìn vào một cái chuyện tức là P/E cao họ vẫn mua, là bởi vì là họ kỳ vọng rằng là lợi nhuận sẽ tăng trong tương lai. Các chuyên gia cũng nhận định bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2 quý cuối năm nay sẽ có sự cải thiện so với 6 tháng đầu năm bởi một số yếu tố như chính phủ đẩy mạnh giải ngân hơn 20 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư công còn lại, tiêu dùng tăng hay xuất khẩu có nhiều điểm sáng. Vì vậy EPS của các doanh nghiệp niêm yết có thể tạo đáy trong quý 3 và đi lên. Trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà thị trường chứng khoán từ đáy phục hồi đi lên thì gần như là đa phần các cổ phiếu đều ở trạng thái là giảm sâu vượt mạnh. Nhưng mà sau cái giai đoạn giảm sâu vượt mạnh đó thì cái động lực tăng trưởng của cổ phiếu sẽ đến phần lớn sẽ từ lợi nhuận. Và đặc biệt là thị trường sẽ nhìn trước tương lai khoảng 6 đến 12 tháng về khả năng phục hồi lợi nhuận của rất nhiều nhóm ngành. Thì tôi vẫn cho rằng là sau cái nhịp tăng mà theo cái yếu tố phục hồi kỹ thuật thôi thì cái nhịp tăng sắp tới sẽ đến từ cái yếu tố chọn lọc cổ phiếu theo bức tranh lợi nhuận. Và bức tranh lợi nhuận thì sẽ đến từ những cái nhóm ngành mà những cổ phiếu đầu ngành mà có lợi nhuận tốt sẽ phục hồi sớm hơn. Theo báo cáo tại hội thảo, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn là nhóm cổ phiếu nhận được sự quan tâm lớn của thị trường. Đối với nhóm ngân hàng, một số tiêu chuẩn để đánh giá khả năng phục hồi và tăng trưởng như chất lượng tài sản đã tốt sẵn và duy trì tích cực, có triển vọng phục hồi niêm nhanh hơn trung bình ngành và triển vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng đạt kế hoạch. Trong khi với ngành bất động sản, dòng tiền có thể tìm đến các doanh nghiệp có quỹ đất lớn, vị trí hấp dẫn, sản phẩm có nhu cầu thực với tỷ lệ hấp thụ cao và đặc biệt là các doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt.